xương. Mà ta để mà ta gậu luôn để ta đi sinh nhật. Ta định gậu ngày nay mà nhái sực lại mai sinh nhật Phương à. Và tương lai Hiền đi đại diện em, chị nhắc em xóm em rất nghe. Ghê lắm. Hiền đi đại diện em. Mấy nay mày mua lửa hề. Mày nhận thấy cái đồ hình đó không? Chị với Huệ nghe. Ai đi xóm xin mua lửa đấy. Thuận có chỉnh lại cái mỏ không Thuận? Chỉnh lại mỏ bên kia không? Chỉnh à, bên cái chỗ phải cưới à chị? Ừ. Chỉnh luôn rồi. Cho nó kịp tết rồi. Làm hôm chín hay là hôm chín về? Thì à, chị làm hết ngay chị. Ủa, con sáng chị về luôn, con mới dặn không mới về. Đông lắm, vô lá. Đông đều nhau. Không đi xe, về còn 7 ngày, đem ra, đem vô một cực. Về tỉnh ra còn 5 ngày mà. Để về một xe đều. Mượn cha trong khỏe. Ờ, đi còn tôi ở nhà luôn được. Đỡ tống tiền. Em về nhà bố em sẵn sàng để xe đạp để em xin lỗi. Vậy là đi cùng đi nha em chị với người thân ở cái đâu mà đi bạn bè và đôi đứa. Trước mà tưởng mua Hà mua xe nữa nhé. Mà nắm đi lên đó. Ui kẹp đi. Ai? Huệ. Huệ suy nghĩ còn kém lắm. Mấy cha đàn ông là rứa đó. Như ông Bi đó. Chỉ có phá thôi chứ không được. Không kiếm ra tiền mà kiếm cách tiêu tiền không. Phải công nhận điều đó không hả? Tao thấy toàn kiếm cách tiêu tiền không? Tiêu hay chứ phải. Không biết tiêu chi mà hết tiền. Mà nhỏ còn đỡ hơn ông khu. Để không biết ông có lên cục mũ không? Ngầu dưới nó. Chào quá. Đi
Thì răng đứa gậu, đứa này gậu cho đứa kia hả? Dưới kia mới gậu ở đây. Lâu chị ạ. Ngày nay ế rồi đó, ngầu không kìa. Ta nói ế xong á kìa, như ngày bưng á. Quá nó vô làm mệt nghỉ luôn. Thuận làm tóc xong rồi đó hả ta? Mỗi sáng nay xin chị đi làm tóc mà. Ngày nay chị cho ăn cơm gà mà. Hà ăn cơm gà chi? Gà cánh hay gà đùi? Thôi kêu đại thì chị thích ăn gà cánh. Ai ưng ăn đùi thì đặt gây ra. Hôm qua tại vì ngày Hà nấu á hả, nên chị không đặt á hả. Rê do em xui thôi. Chị tên chị sẽ... Đây là do hàng ở rồi. Chị không biết ạ. Chị không quan tâm mấy cái nước đó. Chị kêu là ngày nay mặn ế là do anh Thuận. Anh Thuận đang đau tim đó. Bởi anh đang cầu trời để khách đông vô đó. Dạ vẫn hỉ. Dạ vẫn chị thấy gà ăn cũng ngon. Ừ, chị thấy cánh ngon. Đi làm lắm chị mi. Sân đại như chị Loan không làm quần què hết nè. Ngày 30 đi làm được mấy. Ta tự ta giữ đấy. Hả? Càng chỉ đợi ta tự ta làm ta. Rồi xong mua đồ về tự làm. Nó ăn lấy làm cho kìa. Chị cũng định làm nhưng mà nghĩ lại thôi. Mệt quá. Phải cho mua thuốc về ta dặm cho. Chị mới đưa tiền ra ta dặm cho. Thì đói, năm nay đói quá. Kiếm tiền đi du lịch. Mấy đứa rảnh làm chi làm trước đây kìa. Làm nail làm móng chi tự xử với nhau đi kìa. Bà Ly chiên làm nail rồi. Thấy à.
Để làm cho